Tại An Giang, người dân trồng qua ở xã Mỹ Quà Hưng, thành phố Long Xuyên đang tất bật chăm sóc qua kiển để có những sản phẩm đẹp, chất lượng cung cấp cho thị trường qua Tết năm nay. Là người có kinh nghiệm trồng qua Tết, ông Quỳnh Văn Thân ở xã Mỹ Quà Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang bắt đầu xuống giống cúc pha lê từ khoảng 2 tháng nay. Năm nay, gia đình ông Thân trồng trên 800 chậu cúc pha lê ứng dụng công nghệ cao với đủ kích cỡ. Hôm nay thì thời tiết thấy nó nó vườn như là nó thuận tiện, hồi trồng tới giờ đó, tưới phân cũng ít, mà xịt sâu cũng ít, mà chưa có thấy chưa có bị bệnh. Năm nay thì trồng giá hy vọng có giá đặng đạt mùa được thì cũng có một phần lời lớn trong đó để mà xây trả gia đình. Ghi nhận từ các hộ thường trồng qua Tết ở xã Mỹ Quả Hưng, số lượng qua Tết trồng năm nay so với hàng năm có tăng nhẹ từ 10 đến 20%. Về các giống qua được trồng nhiều là cúc pha lê, dạng thọ, cúc mâm xôi qua được bán trực tiếp cho thương lái hoặc được nông dân bán trực tiếp tại chợ Qua Xuân ở thành phố Long Xuyên với nhiều kinh nghiệm cùng với việc chăm sóc đúng kỹ thuật điều kiện thời tiết thuận lợi tin rằng bà con trồng qua Tết ở Cù Lao Ông Hổ xã Mỹ Quà Hưng sẽ có một vụ qua được mùa được giá.